Trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực luôn là một trong những vấn đề đáng lưu ý của các hợp tác xã nông nghiệp, đặc biệt là ở các địa phương vùng biên giới như Lạng Sơn. Để góp phần giải quyết vấn đề này, trong vài năm trở lại đây, tỉnh đã ban hành một số nghị quyết để thu hút trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã. Điều này cũng phù hợp với một làn sóng ngược hiện nay khi nhiều người trẻ lựa chọn quay về khởi nghiệp với nghề nông và trên thực tế là đã có nhiều mô hình thành công mang lại lợi ích kinh tế để đóng góp cho quê hương. Gà sáu ngón Mẫu Sơn là giống gà bản địa của tỉnh Lạng Sơn, từng đối mặt với tình trạng bị pha tạp cận huyết và thoái hóa giống. Nhận định đây là giống gà có giá trị kinh tế cao, anh Lý Minh Hiếu đã mạnh dạn vay vốn ban đầu 6 tỷ đồng để đầu tư công nghệ vào quy trình chăn nuôi gà sáu ngón và nhân giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Tới nay, trung bình một tháng hợp tác xã của anh Hiếu sản xuất được 45.000 gà giống đạt tiêu chuẩn. Áp dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo và sản xuất gà giống sáu ngón thì nó có những cái lợi thế như do cái tỷ lệ dinh dưỡng đầu vào của con gà trống bố mẹ và mình đã kiểm soát từ đầu, và con gà trống bố mẹ mình lựa chọn những cái con mà có kiểu hình kiểu gen nó vượt trội nhất. Cũng là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Lạng Sơn, chị Lê Thị Minh Trà quyết định thành lập hợp tác xã Hữu Lũng nhưng không theo mô hình truyền thống mà chuyên sản xuất rau theo hướng hữu cơ. Mình thì cũng vẫn là muốn được về gần với gia đình ở quê hương và đóng góp được những cái giá trị. Hợp tác xã nông sản Hữu Lũng thì được thành lập vào tháng 10 năm 2020. Thì ngay ban đầu là áp dụng công nghệ này, nhà màng này, hệ thống tưới này và kết hợp thêm du lịch. Tôi thấy trước đây làm nông dân thì rất là vất vả, mệt. Bây giờ đi vào đây làm thì kinh tế thu nhập thì nó thoải mái hơn. Theo các nghị quyết 08/2019, 15/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lạng Sơn đã triển khai thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ về làm việc tại các hợp tác xã nông nghiệp, cũng như ưu tiên cho các hợp tác xã vay vốn để mở rộng mô hình sản xuất. Trong thời gian qua thì đã có 28 trí thức trẻ về với 26 hợp tác xã, và qua cái trí thức trẻ về hợp tác xã sẽ giúp cho hợp tác xã là có cái sự năng động, sáng tạo và có cái sự bứt phá trong cái ứng dụng cái khoa học công nghệ cũng như là ứng dụng cái chuyển đổi số để nâng cao cái chất lượng và hiệu quả cái sản xuất kinh doanh đối với hợp tác xã. Một xu hướng được ghi nhận hiện nay là ngày càng nhiều người trẻ quay về làm nông, mang theo kiến thức, công nghệ mới để giải quyết các vấn đề của nông nghiệp truyền thống. Sự thành công của mô hình này chính là hướng đi trong phát triển nông nghiệp bền vững, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới như Lạng Sơn.